Thưa quý vị và các bạn, trước và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các cấp ngành địa phương đã đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách, những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Các chương trình hoạt động vui xuân đón Tết cùng những phần quà ấm áp nghĩa tình đã được trao tặng tay người dân ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, khu vực biên giới xa xôi. Căn nhà mới này là của anh Bùi Văn Thước, một hộ nghèo ở làng Thung Nai, xã Đắc Xú, huyện Ngọc Hồi. Anh Thước là người dân tộc Tày, bị khuyết tật từ nhỏ, hiện sinh sống cùng người mẹ đã hơn 70 tuổi. Chia sẻ những khó khăn vất vả của gia đình, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh tích cực vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiền để gia đình xây dựng nhà ở mới. Sau 4 tháng thi công, căn nhà khang trang đã hoàn thành với chi phí xây dựng khoảng 90 triệu đồng. Dọn về nhà ở mới trong dịp Tết này, niềm vui càng đông đầy với anh Thước và người mẹ của mình. Tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn các cấp chính quyền, cán bộ đã hỗ trợ cho gia đình bà với các em một ngôi nhà khang trang ấm cúng. Nay cũng đã hoàn thiện để đón một cái Tết chung vui với một nhà mới, sang năm mới để mạnh khỏe, để làm ăn kinh tế. Với quyết tâm không để hộ dân nào không có Tết, từ đầu tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kinh phí hơn 9,5 tỷ đồng từ ngân sách, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 để hỗ trợ cho hơn 15.900 hộ nghèo và 8.800 hộ cận nghèo trong dịp Tết với mức chi mỗi hộ nghèo 600.000 đồng, hộ cận nghèo 300.000 đồng. Ngay khi phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các huyện thành phố chủ động bố trí nguồn ngân sách, đồng thời phối hợp với các hội đoàn thể, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh thông qua quỹ vì người nghèo cung cấp để cân đối hỗ trợ. Cũng trong dịp Tết này, hàng ngàn phần quà tiếp tục được chuyển đến và trao tận tay hộ nghèo, đối tượng chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành, hội đoàn thể đã đến thăm chúc Tết những gia đình khó khăn, động viên tinh thần để các hộ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong năm mới. Song song với đó, hàng loạt những hoạt động ý nghĩa như tổ chức bánh chưng xanh, cấp gạo hỗ trợ ăn Tết cho hộ nghèo được đẩy mạnh triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, tạo nên không khí phấn khởi vui tươi trong mỗi thôn làng. Với cái phương châm là không để hộ nghèo nào để không có Tết, thì các cấp, các ngành, đoàn thể địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ Tết theo đúng cái quy định từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời tích cực vận động nguồn xã hội hóa để chăm lo Tết cho nhân dân. Ủy ban huyện đã chỉ đạo các xã rà soát các cái chính sách hỗ trợ lương thực cho các cái hộ có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ mà thiếu đói trong cái dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thì dự kiến huyện sẽ hỗ trợ cho khoảng 132 hộ gia đình với khoảng 8 tấn rưỡi gạo. Và ngoài ra thì các tổ chức cá nhân có nhu cầu trao tặng thì sẽ được thực hiện qua cái kênh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tạo không khí phấn khởi và vui tươi đón xuân Quý Mão năm 2023. Dịp Tết này, cùng với quan tâm hỗ trợ hộ nghèo đón Tết, các cấp công đoàn, sở ngành địa phương tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để lực lượng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được đón một cái Tết ấm áp sum vầy. Ngay trong chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, đã có trên 2.700 phần quà với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng được trao tận tay người lao động thuộc hộ nghèo nhằm động viên khuyến khích các gia đình tiếp tục vươn lên, hăng say sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Rất là cảm ơn các tổ chức đoàn thể, các sở ban ngành đã quan tâm tạo điều kiện cho công nhân người lao động của chúng tôi có một cái Tết đầm ấm cùng gia đình và người thân. Như năm 2022 vừa qua thì các doanh nghiệp rồi các tổ chức đoàn thể, các cơ quan hầu như là sản xuất nó cũng bị đình trệ do cái dịch Covid cùng các cái khó khăn của cái nền kinh tế nói chung. Thì nhưng mà được cái là các doanh nghiệp rồi cơ quan cũng đã tạo điều kiện trang cấp đầy đủ các cái chế độ chính sách cho người lao động.
Nói chung là cũng đóng bảo hiểm rồi, tiền lương, chế độ chính sách là đầy đủ. Tết đã về trên khắp nẻo đường, nếp nhà. Niềm vui Tết lan tỏa ở cả những vùng xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Kon Tum, để nhà nhà, người người đều được đón một mùa xuân ấm áp, sum vầy.